What the hell? Mình là ai đây bạn? Ai đang trên xe nè bạn ơi? Trời vãi Thanh đi. Thanh Út. Thấy tao lại không? Thanh Út đó. Đồ. Thanh đi. Băng đảng rồi bạn ơi. Gì Thanh Út phải sợ. Thanh Út phế quá bạn. Búng tay xong phế quá. Thanh Út từ quá khứ lên tương lai nữa bạn. Vãi thiệt. Lên. Lên anh em. Đúng rồi, đồng đội của tao không? Đó, các bạn thấy một dấu rồi đó không? Đấy, thôi nó. Mình có đã sử dụng một viên viên đá linh hồn mạng. Chơi chết mẹ nó. Chơi nó. Đúng rồi. Chơi anh em tao được. Đàn quân của Thanos đi. Chết bà. Sự quýt đâu nha. Nó dám bắn Thanos bạn ơi. Nó dám bắn. Nó dám bắn. Mày. Mày. Mày dám bắn tao. Xạo hơn đĩ này. Gì? Dám chửi Thanos luôn kìa bạn. Lão chó. Chơi tao. Cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát. Đúng. My stone. Đu. Mày chửi hả? Thu phục người bạn đấy. Ê, 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 nó nổ, nó nổ, nó nổ. My stone, my stone. Nó chạy kìa bạn. Đấy. Mày. Điều khiển tâm trí nổ cái đùng. À, My Stone đấy nữa nè các bạn. Mày chạy ok, đây là cách anh Thanos bốc máy bạn. Anh Thanos lần đầu tiếp cận với điện thoại bạn ơi. Lần đầu tiếp cận với mạng xã hội và những thanh niên sờ móc người trái đất làm nhiệm vụ cho người trái đất bạn. Rồi đáp xuống trái đất ở đây. Tuổi. Uầy. Uầy. Cầm súng chơi hàng nha. Ui. Mày. Cái gì cái gì? Mày không biết tao là ai hả? Mày không biết tao là ai. Uầy. Mày xạo láo chó hả mày? Tiền đi, nhặt tiền đi. Tao nói vẫn cần tiền để sống. Có một chiêu còn mạnh hơn nữa. Yup. Các ngươi sẽ phải trả giá. Đúng. Đúng, thiên thạch. Thầy thấy ta ngồi không? Ui ui ui, gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy? Nữa hả, nữa hả? Khoai. Mấy này láo ta. Mấy này muốn chết rồi. Mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây, mày ra đây. Ôi dồi. Mình cũng sắp chết luôn rồi kìa. Chuyến tàu các bạn. Thành nó sẽ đi tàu thử một lần. Lên, lên, lên. Láo nha. Chết luôn. Ôi, 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 cháy, cháy. Vẫn còn, vẫn còn. Phải cứt, phải cứt, chạy. Ok. Cú đấm thao nó, mày. Còn. Mày sao, mày chơi thao nó tao. Mày, sao. Nói gì. Nói gì, muốn nói gì. Ui. 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 Oh my god. À, mấy cục thiên thạch rơi. Nó tự động rơi bạn. Mình phải chiếm chỗ nấp không là Thanos chết á. Mấy cục thiên thạch rơi ghê quá bạn ơi. Mấy cục thiên thạch rơi bá cháy quá. Ui. Đó nó rơi nữa kìa bạn. Ui. Ui nó nổ chết mình luôn á. Nó nổ chết mình luôn á. Sự tưởng tâm trí. Ui. Đây. My son, my son. Oh shit. Đúng, mày đừng có đứng gần nó. Ồ, nổ chết luôn. Má mấy cái cục thiên thạch ghê quá bạn ơi. Không thể tin được luôn á. Cảnh sát nè, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Ui. Đừng có chạy vô cảnh sát, đừng có chạy vô gần cảnh sát rồi. Chết luôn má bạn già. Nó giận bạn ơi. Con tàu dần rồi, mình sẽ lên tàu thử bạn. Lên bạn ơi. Thoát tàu. Thoát thoát. Lên vậy thôi đó. Nó chỉ vậy thôi đó bạn. Lái được tàu các bạn. Tàu bị nổ rồi. Tàu bị nổ rồi. Tàu dừng rồi bạn ơi. Ui. Thiệt bạn ơi. Thôi mình cướp. Mình cướp không được. Được được. Chế 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 chế. Rồi nó giết thêm người. Nó milestone nữa bạn ơi. Đấy cướp thiệt.
Bạn, đây là viên đá Reality Stone gì nè các bạn ơi. Đây, nó sẽ biến tất cả người này thành một người các bạn ơi. Đây, như thằng này đây đúng không? Biến mục tiêu, đấy. Nó sẽ biến thành cảnh sát này nữa các bạn. Nó thành một người khác nữa. Đấy, thấy không? Tức là những người trong xe này dễ bị ảnh hưởng bởi Reality Stone đó mà. Đó, nó đứng ngoài cục điện bị biến luôn kìa các bạn. Sao nó không cầm bởi, nó nguy hiểm nha. Biến hết rồi các bạn. Nếu như mình nói một cái là cái khu phố này và cái thiên thạch nó vẫn rơi các bạn. Ơi, mình sẽ biến, đó thấy không? Được không? Mấy thằng cảnh sát nè. Đấy, mày tuổi, bắt tao. Mày tuổi luôn. Cảnh sát đâu mò tới hết đi. Thấy không, nó sẽ biến thành một người nữa các bạn. Mà nó đi đâu không biết nữa các bạn. Đập hộp quýnh nhau hả trời. Oh shit, không quýnh nhau các bạn. Mày là những đứa con của Thanos. Hay những đứa con của Thanos. Ôi, mày là đứa con của tao á. Mày chơi tao không mày? Chơi tao. Đứa con của Thanos tới đây nào, tới đây nào. Tới đây hết đây, tới đây hết. Đấy không? Mình đang sử dụng Soul Stone giống như cái phần trước gà bạn. Nhưng mà này mình nhiều người. Ủa, sao không thấy nào vậy? Hả? Lên. Mình sẽ tập hợp một đám người luôn các bạn. Vô bộ gàng nào quýnh cái thử coi. Đám này nói sao bạn? Nó dựng xe hết đây nè các bạn. Lên đi. Mày sẽ là đứa con của Thanos kia. Tới đây em chơi à. Tới đây. Chưa đông lắm bạn ơi. Mà nào các bạn ơi. Giờ đi cà khịa nào bạn ơi. Đứng lên đi. Có cả mấy anh cảnh sát nữa bạn. Đây, đi anh em. Cà khịa cái coi. Đánh nó. Ôi, đúng rồi. Đàn em của Thanos đang bắn nó. Nó chơi tao kia. Bắn chết mẹ nó. Cảnh sát kìa. Đủ xanh á. Đập cảnh sát. Ôi. Trời ơi. Đây luôn đi hai anh cảnh sát. Tới đây cái anh trai à. Còn con trai à. Đó, đánh. Bắn nó. Chơi nó. Nó dám đánh kìa. Hay. Rủ anh này. May sao. Chết bà sorry. Má đánh những đứa con trai của Thanos rồi. Là những đứa con gái chứ. Chơi mày. Ôi, mấy này không. Ghê vậy. Quýnh anh em. Ôi. Hai, hình như đứa con trai của Thanos bạn. Thu phục nó luôn đi. Xứng đáng em trai à. Nó bắn tao kìa. Nó bắn tao kìa. Nè, tao đụng cho cái. Rồi, quất. Bay vô. Đây, sao bay stone. Shit. Hơi mình dịch chuyển qua không gian khác bạn ơi. Đây là đâu? Chuyển qua không gian khác rồi nè các bạn. Đấy, thấy không? Mình từ bên kia mình dịch chuyển qua tới đâu luôn các bạn ơi. Thôi, chỗ này chán lắm. Không phải là những đứa con của Thanos. Đây, thấy chưa? Qua một cái căn biệt thự mới. Qua đây, bên này là đâu nha? Last year bit, hình như bên này là bãi biển bạn ơi. Đúng không nha? Đấy, ngầu không? Đi vô. Đúng. Và mình ở ngoài ô luôn rồi các bạn. Con mở nó. Cảnh sát kìa các bạn. Vậy. Thấy Thanos không? Thanos xuống trái đất này mà nó không sợ bạn. Xe mà nó không sợ bạn. Ấy. Dám tạt đầu Thanos bạn. Đây, biến ngày thành đêm nữa bạn. Time Storm, bạn nhìn bầu trời nữa bạn. Đấy, sáng vãi luôn á. Mất mặt trời, mặt trời di chuyển xuống nè các bạn. Bạn coi cái đồng hồ ở trên phải không ta? Đó, thay từ 16 giờ nó sẽ đổi thành 18 giờ các bạn. Ghê không? Thanos đúng là mạnh thiệt. Bạn nhìn cái tướng đi các bạn. Say what? Bị tật quá. 18 giờ, 20 giờ. Buổi chiều hoàng hôn. Ủa sao lại 18 giờ rồi? Lẹ vãi. Wow. Chỗ này cũng đông bạn, cái này không phải Los Santos mà nó cũng đông phải cước ra luôn á. Ghê không? Này là buổi sáng sớm rồi nè. Vãi. 3 giờ nè các bạn. Giữ không, 7 giờ nè, để con đưa bà qua đường. Ê, để bà qua đường, ok. Đi quá lẻ. Chạy. Trời. Bà già thôi, ghê à. Mình phải thu phục bà già thôi các bạn.
vừa thu phục vừa vô cái gì luôn. What? Má mình bơi luôn bạn, vãi thì. Sẽ làm biến hết mất nửa dân số trong GTA các bạn. Why? Thanos giờ xuống trái đất chỉ có vậy thôi bạn ơi. Gom mấy cục đá rồi biến mất thôi đó bạn. Thấy bạn mấy bạn thấy khá là nhiều người luôn. Nè, khá là đông. Úp. Yep. Mất tiêu. Chiếc xe trong chiếc xe mất người rồi nè bạn. Tất cả chiếc xe cảnh sát gì đều mất nè bạn. Nó đã búng tay rồi. Người trong xe đã mất. Tất cả trong người trong xe đã mất rồi. Và nửa dân số trên trong chiếc xe đã mất rồi. Trong xe mất hết. Shit, Thanos đã được thực hiện lời ước mơ cuối cùng là búng mất nửa dân số trong GTA rồi các bạn.